hồi ký trần văn đức mỹ lai và những đứa trẻ mồ côi bà nhiều và con gái của bà ngày ấy trốn ra cửa sau và men theo ruộng lúa may mắn chạy thoát gia đình bà bị bắn chết năm người, bà nhìn thấy khá nhiều những thảm cảnh trong căn nhà của bà. Trên 20 người từ ngã ba chạy vào nhà bà để trốn, kẻ xuống hầm, người nằm dưới giường, vài ba người núp sau bàn thờ, nhưng sau đó bị lính Mỹ lôi ra hết để bắn. Và bao người còn sống sót ở Mỹ Lai ngày ấy cũng có những hoàn cảnh thật đáng thương tâm. Bà Phạm Thị Thuận cuộc sống neo đơn thiếu thốn, gia đình bà con 5 người bị lính Mỹ bắn chết trong vụ thảm sát ấy. Chị Đỗ Thị Tuyết hiện đang sinh sống ở Pleiku. Chị và gia đình sáng 16 tháng 3 năm 1968 bị lính Mỹ bắt ra tập trung ở đoạn mương ngay trước nhà cùng với rất nhiều người bà con thôn Tư Cung, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, tổng cộng 170 người. Lính Mỹ nã súng tàn sát bắn giết gần hết số người ấy. Người người ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả đoạn mương dài. Chị sống sót nhờ xác người đè lên. Ông Phạm Đạt đã chứng kiến cảnh vợ bị bắn trọng thương, tay còn bế con gái nhỏ mới 7 tháng tuổi, lết từ trong nhà đang cháy ra ngoài sân, cố gắng lăn về phía cửa hầm trú ẩn nhưng không còn kịp, bị lính Mỹ bắn chết, sau đó chất tranh lên và đốt cả hai mẹ con. Cũng dưới cái mương ngập ngụa xác người và máu Đỗ ba tám tuổi còn cọ quậy Được lên Andrita Nhìn thấy và báo cho Hugh Thompson Phận may của đỗ ba còn Hugh Thompson hạ cánh Và cứu cậu bé đưa cậu vào bệnh viện Quảng Ngãi Bà Trương Thị Lê với một đứa con còn sống sót tại tháp canh Nhờ hai xác chết đè lên bà bà cùng con nằm yên, giả chết. Bà Hà Thị Quý, năm nay 83 tuổi. Ngày ấy, bà bị lính Mỹ bắt tập trung ở Mương Canh, nơi lính Mỹ giết 170 người vô tội. Bà bị thương ở mông và nằm yên. Các xác chết cứ lần lượt ngã xuống, đè lên bà. Sau khi bắn xong, lính Mỹ bỏ đi. Bà cố gắng bò về nhà. Dọc đường, bà thấy nhiều cảnh tượng thật đau lòng, bầm gan tím ruột. Rất nhiều xác phụ nữ, thanh nữ bị lính Mỹ cởi trần, hãm hiếp và bắn chết. Có vài người còn bị dọc cả cửa mình. Chị Phạm Thị Trinh, lúc đó 11 tuổi, khi dưới hầm chui lên, tận mắt chị còn nhìn thấy chị Phạm Thị Mười mới 14 tuổi bị một tên lính Mỹ hiếp dâm và sau đó bắn chết bên cạnh hiên nhà xác mẹ và đứa em chưa tròn 7 tháng bị lính Mỹ dùng dơm đốt cháy hơn nửa thân người. Nhà ông Lệ, trong hầm có 15 người đang trú ẩn, đều bị giết sạch. Nhà chị Trinh, đứa con chị, cháu Đức, mới 8 tuổi, từ trong hầm chạy ra, liền bị lính Mỹ bắt chết, lúc miệng cháu còn ngậm đầy cơm. Anh Trần Tấn Huyên, ở xóm Khê Thuận, kể lại chỉ trong tích tắc ông bà nội cha mẹ và đứa em ruột của anh đã bị lính mỹ xả súng bắn gục ngay trên mâm cơm than ôi nỗi đau đến bao giờ mới nguôi sao lính mỹ lại tàn ác dã man đến thế cấp trên của chúng tại sao tồi tệ vậy 504 người dân vô tội, chứ đâu phải vài ba người nhỏ nhoi ít ỏi, họ làm gì nên tội mà phải tiêu diệt họ. Bao đứa trẻ sơ sinh lòm khòm bò trên vũng máu hoặc miệng còn ngậm vú mẹ mà chúng vẫn kề sát đầu bắn cho tan xác. Hiếp dâm trẻ thơ, các chị, các bà, khi họ đang tang thương tột cùng, xác người thân ngổn ngang bên cạnh sau đó giết họ không những bằng bao phát đạn mà đôi lúc dùng lưỡi lê dọc thân thể họ một cuộc thảm sát có tổ chức với mục đích giết sạch đốt sạch phá sạch những kẻ thi hành mệnh lệnh chắc lúc họ hào hứng lắm càng giết người chúng càng say máu và mức độ càng tàn nhẫn hơn binh lính bắt đầu nổi điên họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí đàn bà trẻ thơ và cả trẻ sơ sinh một nhóm lớn gồm 70 80 dân làng nằm trong vòng vây của trung đội 1 ở trung tâm làng bị William L. Kelly, đích thân giết hoặc ra lệnh cho cấp dưới giết các binh sĩ của trung đội 2 đã giết ít nhất 60 đến 70 dân làng, bao gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em. Đơn vị này càn qua nửa phía bắc của thôn Mỹ Lai 4 và Bình Tây, cuộc càn quét đầu tiên của trung đội 1, 2 và 3 không gặp một sự kháng cự nào. Trung đội 3 cũng là đơn vị bao vây, giết một nhóm khoảng 7 đến 12 thường dân gồm phụ nữ và trẻ em. Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn Bộ binh số 3 bắt đầu chuyển hướng càn quét sang các xóm của thôn Mỹ Khê 4 và giết ở đây khoảng 90 dân thường. Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lính Mỹ đã giết 504 người dân vô tội. 182 phụ nữ, trong đó có 17 người đang mang thai, 173 trẻ em, trong đó có 56 em dưới 5 tháng tuổi, 60 cụ già trên 60 tuổi ông Hương Thơ bị lính Mỹ bắn chết và ném xác xuống giếng nước. 89 trung niên, có 24 gia đình bị giết sạch, 247 căn nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn trâu bò, gia súc bị giết. Tại sao đời sống lại hàm chứa những bất công tàn bạo thế? Tại sao niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của con người tạo dựng trên những nghịch lý không thể dung hòa? vụ thảm sát Mỹ Sơn làm chấn động cả địa cầu, vậy mà bao nhân chứng sống sót ít ỏi vẫn bị lãng quên. Ba đứa con của bà Chín Tẩu, hơn 33 năm rồi nhà chứng tích Sơn Mỹ được thành lập, chưa lần nào được mời dự lễ tưởng niệm hoặc một lời hỏi thăm. Tên mẹ chúng khắc sai trên bia trong đại sảnh nhà trưng bày mới được sửa lại tháng 6 năm 2009 qua bao nhiêu lần khó khăn khiếu nại. Phạm Thị Trợ, hai mẹ con bà Nhiều, Lê Thị Em, Phạm Thị Hiền, Bùi Thị Hà, Bùi Xanh, cháu ông Hương Thơ và rất nhiều nạn nhân vẫn còn sống sót, chưa có một lời thăm hỏi dù đã gần 42 năm đằng đẵng. Họ sống, không quá 800 mét cách nhà chứng tích họ đang sống vất vả neo đơn với những hệ lụy cuộc thảm sát man dở, những nấm mồ chôn chung 75 người tại tháp canh và số mồ mả của bao người dân vô tội giải rác ở xóm thuận yên tư cung cổ lũy quanh năm thường nhang tàn khói lạnh không người chăm nom nói đến nấm mồ mà mãi hôm nay thì đúng chứ tối 16 tháng 3 năm 1963 những người du kích và một số bà con từ Trường An xuống giúp đỡ gồm tất cả 75 xác người và đặt xuống rãnh rau lang sau đó lấp đất lên vì số du kích và bà con giúp chôn cất không nhiều 504 xác người một số lượng quá lớn hơn nữa một số xác chết riêng rẽ trong nhà trong vườn người ta còn phải tìm kiếm cho nên phải chôn vội lấp vội cho xong vậy mà một vài năm sau người ta vẫn còn thấy đâu đây trong đám bắp huỳnh tinh hay mía vẫn còn sót vài xác người chưa chôn giặc mỹ đã cướp đi của ba chị em tôi dường như tất cả cuộc sống tuổi thơ hồn nhiên người mẹ kính yêu người chị và đứa em hiền từ quãng đời của ba chị em tôi sau ngày thảm sát ấy thật gian lao cùng cực về sống với bà ngoại già yếu neo đơn thiếu thốn đủ bề đói khát gian chuân bên cạnh bị chính quyền ngụy tra hỏi và luôn gây khó khăn vì liệt vào gia đình cộng sản cần phải theo dõi. Giặc Mỹ đã tạo cho ba chị em chúng tôi một mảnh đời bất hạnh nhất trong những người còn sống sót ở Mỹ Lai. Công việc mưu sinh của ba chị em chúng tôi hơn 20 năm có khác gì cuộc sống của những kẻ lỡ vận ăn xin với cảnh màn trời chiếu đất. Vì nhớ mẹ, đôi lúc muốn vào nhà chứng tích để xem hình mẹ nhưng trong tôi không có tiền mua vé vào cổng đành thôi dần lớn lên tôi vào nhà chứng tích thường xuyên hơn cứ mỗi lần về tháp canh thắp nhang cho mồ mẹ chị hồng và em huệ đã bao lần tôi khiếu nại với ban lãnh đạo nhà chứng tích về những thông tin sai về mẹ tôi cũng như tên tuổi trên bia họ đón nhận tôi và những thông tin của tôi với thái độ như một kẻ nhà giàu vô tâm khó chịu khi bị một tên ăn mày rách dưới phá giấc ngủ trưa để xin nắm cơm nguội, cầm hơi đỡ đói. Vì một vài lý do khách quan nên tôi viết những dòng hồi ký này, đôi lúc nó cũng là thông điệp đến tay một vài người trong số 130 lính Mỹ và những lãnh đạo của chúng. Ernest Medina, William Kelly Oren Henderson, Samuel W. Carter, Eugene Carter, mà 4 tiếng đồng hồ sáng 16 tháng 3 năm 1968 đã từng xả súng sát hại 504 dân lành và gây nên bao thảm cảnh tang thương cho gia đình của họ. Bao đứa trẻ mồ côi phải gánh chịu một cuộc đời bất hạnh, bao người già không còn nơi nương tự, sự hệ lụy tàn khốc thương tâm Vậy mà gần 42 năm rồi họ vẫn lẩn tránh, chưa lần nào trở lại làng hồng Pinview. Họ vẫn lẩn tránh chính họ và những gì tang thương nhất mà họ đã gây ra. Nhưng chắc rằng họ sẽ phải nói với con cháu họ hiện đang ở trong quân đội. Đừng bao giờ lập lại vụ thảm sát Mỹ Lai ở bất cứ nơi nào trên quả đất thân yêu của chúng ta các nhà báo khi gửi phóng viên của mình về Mỹ Lai sưu tầm thông tin để viết báo nên cố cho thêm tiền lộ phí để phóng viên của mình cố gắng đi xa hơn, có thể trên 800 mét, đến bao gia đình rất nghèo, neo đơn mà cuộc đời và lính Mỹ ban cho họ sau ngày 16 tháng 3 năm 1968. Sau đó bạn sẽ thấy Pinview không những toàn màu xanh của cuộc sống mới mà nó còn lốm đốm những chấm màu hồng. Những cuộc đời bi thương hệ lụy. Việt Nam và quốc tế, hàng ngàn, hàng triệu nhà báo, các đoàn làm phim, thậm chí Pinville và Oliver Stone cũng chỉ làm việc với ban lãnh đạo nhà chứng tích hoặc thông dịch viên mà bao người đó họ có đồng cảm và đại diện cho chúng tôi đâu. Bức tường nhà chứng tích không cao lắm Nhưng nó đủ ngăn cách hai bề mặt của cuộc đời Đáng thương thay Số phận nghiệt ngã Và cuộc đời bất hạnh của bao con người Còn sống sót Qua đây tôi xin cảm ơn Ông Ronald Heber ông đã chụp được tấm hình mẹ tôi bà nguyễn thị tẩu cho dù dân sơn mỹ vẫn còn chăn trở rất nhiều về những tấm hình của ông như hai tấm hình của bốn đứa bé hai đứa nào bị lính mỹ bắn tan xác sau khi ông chụp tấm hình màu ông chụp hai đứa bé nằm trên đường có phải ông chụp từ trên trực thăng sau đó không lâu ông vẫn dùng máy này chụp hình bà nguyễn thị tẩu người đàn bà chết miệng còn ngậm chiếc nón lá. Thực tế, không có bao tấm hình của ông, vụ thảm sát Sơn Mỹ sáng 16 tháng 3 năm 1968 khó có thể làm sáng tỏ được. Cho dù Hugh Thompson, Randy Coburn, Ron How Simon Hurt và William Eckbier có cố gắng đến đâu nhưng thiếu bao tấm hình tang thương kia thì chính phủ Mỹ vẫn không chấp nhận đó là vụ thảm sát. Massacre Tôi, Trần Văn Đức, nạn nhân còn sống sót ở Mỹ Lai sáng ngày 16 tháng 3, 1968, xin đại diện cho một số bà con còn sống sót ở Mỹ Lai mà tôi được phép thay mặt, gửi tới ông lời cảm ơn chân thành nhất. Mãi mãi tri ân và xin chúc ông cùng gia đình dồi dào sức khỏe, vạn an. Dân Mỹ Lai rất mong chờ ông. Bao lời xin lỗi của các cựu chiến binh đại đội Charlie tham gia vụ thảm sát Sơn Mỹ, trong đó có Colonel William Kelly các người đâu nhìn thấy bao con người bao mảnh đời mà các người cần phải giúp họ phải đền bù cho họ trước các lời xin lỗi vì họ đang mang trọng bệnh căn bệnh của sự hệ lụy tàn nhẫn nếu không cứu hoặc không kịp cứu thì họ sẽ không còn được nghe bao lời xin lỗi của các cựu chiến binh kế tiếp mà sáng ngày 16 tháng 3 năm 68 đã xả súng bắn chết người thân của họ, đốt cháy nhà cửa làng mạc, hủy diệt cuộc đời và quê hương thân yêu của họ. Xét manh 2009 Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã hòa bình, thống nhất đất nước hơn 40 năm. Vậy nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn đó uyên uyên việt nam hy vọng hồi ký này đến được với những người có trách nhiệm điều chỉnh những sai sót không đáng có trong khu chứng tích để giúp những nạn nhân còn sống sót sau thảm sát này được an ủi xoa dịu phần nào cả về vật chất lẫn tinh thần những gì còn làm được xin hãy đừng chậm trễ chúng tôi cũng hy vọng những ai luyến tiếc rằng cha ông ta đã đánh đuổi một nền văn minh xin hãy đừng thờ ơ trước nỗi đau của đồng bào mình xin hãy lắng nghe trân trọng nỗi đau của những người sống sót vâng nền văn minh ấy đã đem đến cho họ những nỗi đau như vậy uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại